Hình như ở trong mắt em với mẹ em ấy, cả nhà anh đang bấu víu vào hay sao ấy nhỉ? Vâng, xin chào quý vị khán giả của VTV và Tuấn Tú rất là vui khi được gặp lại quý vị ngày hôm nay ở trong chương trình. Nhân vật Nghĩa trong phim Món quà của cha cuốn hút Tuấn Tú ở điểm gì? Đây là một nhân vật Tú rất là thích với cái chiều sâu tâm lý của nhân vật này. Hơn nữa thì nhân vật Nghĩa đã thuyết phục Tú bởi vì cái tính cách rất là kiên định này, rất là có hiếu với bố mẹ gia đình. Nhưng mà anh ấy cũng có những cái chính kiến rất là riêng khi mà phải đối diện với mẹ vợ. Anh ấy luôn luôn phản ứng rất là cụ thể, như một con nhím ấy xù lông lên để bảo vệ những cái người thân của mình. Bản thân anh cũng không muốn làm chó chui gầm trạng đâu. Đây là một người cũng có rất là nhiều tham vọng, rất mong muốn vươn lên trong cuộc sống, làm giàu. Nhưng mà cái cách làm giàu của anh ấy có thể là chưa đúng thôi, cũng có thể do anh ấy quá quyết đoán chẳng hạn. Bao nhiêu năm rồi, bao giờ mẹ mới biết tôn trọng công việc của anh hả em? Cảnh quay nào ấn tượng nhất với Tuấn Tú trong bộ phim này? Cảnh quay mà Tú nghĩ là vô cùng là xúc động với một những người xem. Thì Tú nghĩ là cái cảnh mà nhìn thấy người bố của mình chuẩn bị ăn rồi nhưng mà cái bữa ăn đó nó không thành công. Và đặc biệt là cái hình ảnh mà nhân vật ông Nhân đã cầm tất cả những cái thịt đó cho vào trong một cái túi ni lông và lầm lũi bước đi. Khi mà Tú đóng cảnh này thì Tú đã rơi nước mắt rất là nhiều. Nhưng mà ở trên phim ấy thì phải tiết chế đi. Bố đi đâu đấy ạ? Tôi có việc gấp, xin phép bà. Đây là một cảnh quay cả đoàn phim cũng như là Tuấn Tú, anh Võ Hoài Nam và những diễn viên còn lại đều rất là tâm đắc. Và quay xong cái cảnh này thì ai cũng mắt đỏ hoe và cảm thấy là vô cùng là xúc động. Hy vọng là chúng ta sẽ không phải rơi vào những hoàn cảnh như thế ở ngoài đời thật. Và hãy xem bộ phim này, hãy đón nhận nó với cái tinh thần rất là tích cực để chúng ta hướng về gia đình nhiều hơn. Để con lấy xe đưa bố đi ăn. Bố đưa bố qua cho em Thảo luôn. Ôi, điều đó làm gì cho nó phức tạp ra. Tuấn Tú và nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa đã tung hứng như thế nào khi thực hiện những phân đoạn xung đột mẹ vợ con rể? Và quý vị khán giả đã xem thì thấy là ở trên phim ấy thì mẹ chồng, nàng dâu ấy là những cái câu chuyện muôn thuở rồi. Nhưng cái câu chuyện của mẹ vợ và con rể ấy thì ít được nhắc đến hơn. Thì Tuấn Tú có may mắn được đóng vai Nghĩa và là cái vai diễn phải chịu cái áp lực rất lớn từ phía nhà vợ, đặc biệt là bà mẹ vợ. Những trường đoạn đóng với cô Minh Hòa, đóng với mẹ vợ là khó nhất. Bởi vì sao? Không thể nào phản ứng quá được với mẹ vợ được. Anh ấy vẫn phải nhẫn nhịn. Anh có vẻ đam mê việc nhà nhỉ? Mẹ cứ nghĩ đàn ông là phải đam mê kiếm tiền, đam mê sự nghiệp chứ. Khi mà Tuấn Tú với cô Minh Hòa đã tung hứng cho nhau, cô cũng có nói là cô thì chưa làm mẹ vợ như thế này đâu. Và cô thấy là vai này cô đóng rất là ác. Cái sự diễn xuất rất là chân thật đó khiến cho Tuấn Tú có rất là nhiều cái cảm xúc. Những cái phản ứng của Tú đều là những cái sự tung hứng. Có những lúc rất là xúc phạm của mẹ vợ với con rể khiến cho Tú bột phát, có những cái cách diễn nó cảm hứng ở trong cái lúc đó. Cảnh quay nào làm khó Tuấn Tú không? Là cái cảnh mà Quyên chờ nhân vật Nghĩa về để ăn. Nhưng vì cái sự quá quyết đoán của cái nhân vật Nghĩa, cái lòng tự trọng nó cao quá, cho nên anh ấy đã không ăn, bước qua Quyên để đi vào phòng. Em vẫn chưa ăn à? Em chờ anh về ăn cùng cho vui. Anh không muốn ăn. Anh vẫn còn giận em à? Những cái cảnh quay tưởng chừng như quý vị khán giả thấy nó rất là đơn giản thôi, nhưng cái lúc đó Tú phải diễn nội tâm rất là nhiều. Cái sự giằng xé giữa tình yêu với vợ và cái lòng tự trọng quá là cao của mình khiến cho cái nhân vật này càng ngày sẽ có cực kỳ nhiều xung đột ở phía đằng sau của bộ phim này. Cuộc sống của Nghĩa sẽ như thế nào ở các tập tiếp theo của bộ phim? Cái sự thay đổi cũng như là các cái bước ngoặt của nhân vật Nghĩa này sẽ rất là lớn, và những cái sự bất ngờ cũng rất là lớn đang chờ đợi quý vị khán giả ở những cái tập sau của bộ phim này. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, theo diễn biến mới của phim Làng Trong Phố, vợ chồng Hiếu Hoài quyết định lên thành phố với ước mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn. Trong phần đầu của phim xảy ra tình huống va chạm căng thẳng, báo trước một loạt thử thách mà vợ chồng Hiếu Hoài sẽ phải đối diện ở con đường phía trước. Cảnh quay này được thực hiện như thế nào? VTV Kết Nối mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự hậu trường ngay sau đây. Tại bối cảnh phân xưởng may nơi Hoài và Hùng làm việc, thời tiết lúc này nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời thường hơn 40 độ. Đoàn phim Làng Trong Phố đang thực hiện một cảnh quay phức tạp, tập trung nhiều người. Phân đoạn này dài 6 trang kịch bản, các diễn viên đang rất tập trung để phối hợp ăn ý cả về diễn xuất và lời thoại. Sau khi em bị ông quản đốc sàm sỡ
và em cảm thấy rất ấm ức và tủi thân thì chạy ra ngoài khóc. Thì anh Hùng cũng biết sự việc đấy và chạy theo an ủi em, nhưng mà rất không hay là chồng em lại hiểu lầm. Trong cảnh quay vừa rồi ấy, là có cảnh mà Tiến Lộc bị Duy Hưng đấm như một cái mà thủng cả tường. Nhưng mà thực ra là lúc đầu tiên anh em cũng không hề nghĩ, không hề biết đó là tường thạch cao. Nên là những cảnh quay đòi hỏi anh em phải diễn rất là thật, làm thật và diễn mạnh để làm sao là tạo ra được một cảm giác thật nhất cho khán giả. Kể cả những cảnh quay vừa rồi, đấy có thể thấy Duy Hưng đổ rất là nhiều mồ hôi, rất là mệt mỏi, cả bạn nữ cũng vậy. Nên là bản thân của Tiến Lộc lúc đấy thì ok, mình bị đánh đấy, là mình ngã làm sao để nó thật nhất. Cảnh quay tạo nên những xô xát, tiếng quát tháo ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Phần đoạn không chỉ có sự tham gia của diễn viên Tiến Lộc, Duy Hưng, Trần Vân mà còn có cả các diễn viên quần chúng. Và ví dụ như cái cảnh vừa rồi ấy, là cần phải có những cái người công nhân thật thì chắc chắn là mình sẽ không thể nhờ những công nhân thật ra đóng được, bởi vì người ta cũng vẫn còn công việc của người ta nữa. Thì bắt buộc là mỗi lần quay như thế này thì mình sẽ phải gọi khoảng 10 đến 20 người đến để mà phục vụ cho cái cảnh quay làm sao cho nó tốt nhất và phù hợp nhất. Trong không gian diễn chật hẹp giữa hai dãy tủ đồ cá nhân, để mang đến những hình ảnh ấn tượng, ekip phải di chuyển nhiều góc máy, từ cảnh toàn tới cảnh cận, cảnh xa tới gần hay tính toán sử dụng thiết bị ghi hình khác sao cho hiệu quả. Phân đoạn đòi hỏi nhiều cao trào diễn biến tâm lý kết hợp cùng kỹ năng diễn xuất đã tạo nên những cảm xúc mạnh với các diễn viên. Bị Hưng ném thì lúc vào bụng, lúc vào người, lúc vào mặt thì chắc khoảng độ tầm 5 đến 6 lần. Nhưng mà thích nhất là những cái phát ném đầu tiên ấy, tức là mình không hề biết một cái gì cả. Rất là bất ngờ. Lúc tập thì không có. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu hô diễn cái, thế là Hưng mới ném úp phát người, giật mình. Mà tiếc là những cái cảnh quay sau đấy lại không bắt vào trước, bởi vì lúc sau đấy là mình biết là bị ném rồi thì diễn viên luôn có một cái cảm giác đề phòng. Tập thì không sao. Mà cho đến khi mình làm rồi bắt đầu mình mới, đấy nó là cái tính cách của cái nhân vật đấy, lúc ấy là cái hành động và cái suy nghĩ, cái cảm xúc của nhân vật đấy và bộc phát cái lúc mà còn ném cái áo mưa vào mặt anh Lộc. Thật ra thì tất cả các diễn viên cũng như anh Lộc, cũng như bản thân Hưng hay là bạn Hoài thì sau mỗi một cảnh quay thì đều suy nghĩ, có những cái suy nghĩ và có những cái tiếc có thể mình sẽ làm tốt hơn như thế. Vậy mà tại sao những cái đoạn đấy mình chưa thể có thể nói là gọi là gì, đẩy số để làm nó tốt hơn, thì sau mỗi cảnh quay thì bao giờ cũng sẽ rất là tiếc, rất là muốn được làm lại. Khi mà quay xong lại đấy và anh Hiền hô cắt thì em có ra ngồi, sau anh Hưng cũng chia sẻ với em ấy, anh Hưng có nói là không phải cứ đoạn dài là khó đâu, nó chỉ là một cái đoạn ngắn và tích tắc thôi, rất là khó rồi, diễn mà không tinh mà nhạy ấy thì nó không ra. Kết thúc cảnh quay, áo Duy Hưng ướt đẫm mồ hôi, Trần Vân gần như kiệt sức. Vết thương trên tay Tiến Lộc bị chảy máu sau nhiều lần va chạm. Những cố gắng của các diễn viên cũng như toàn bộ ekip nhằm mang đến hình ảnh chân thực, truyền tải câu chuyện phim một cách sinh động tới khán giả đang theo dõi Làng Trong Phố. Đấy là một phân đoạn rất là mệt của cả ba diễn viên. Cũng như anh Tiến Lộc cũng thường chia sẻ là lúc đấm và lúc ngã là còn thủng cả tường và xây xước hết cả chân tay. Thì với cả một cái nắng 40 độ như thế này, là ba diễn viên đã từ tập thoại trở chạy máy rồi tất tật cho đến khi mà vào làm rất là mệt. Đó thẳng là hôm nay là một ngày rất là mệt của Duy Hưng và cũng như là các bạn diễn. Anh Hiếu này thì là nóng tính. Sẽ một khi anh ấy nóng tính lên thì rất là đáng sợ, không ai can được anh ấy cả. Và anh Hùng thì thực ra anh Hùng không có sai, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đấy thì nó cũng rất là khó để giải thích. Có những chi tiết giải thích ở những cái tập tiếp theo nếu khán giả theo dõi là Hiếu hiểu ra, không hiểu lầm Hùng nữa. Thì mối quan hệ của hai người này sẽ tốt hơn, không còn như đầu phim là khán giả xem là thấy rất là khó chịu với Hùng. Dù như thế nào, khó khăn như thế nào thì tất cả các nhân vật đều giữ trong mình một cái tinh thần lạc quan, vui tươi, không bao giờ tiêu cực. Nên hy vọng là khán giả khi mà được đón xem bộ phim Làng Trong Phố phát sóng trên VTV1 thì mọi người sẽ được thưởng thức thêm một món ăn tinh thần mới. Hẹn gặp lại quý khán giả trong trên sóng VTV1 vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.